ra cái nghị quyết riêng về một cái địa phương mà không phải là thành phố. Đây không có thể là không nên coi nó là một cái ơn huệ của Bộ Chính trị hay là Bộ Trung ương. Nhưng người Nghệ An hiểu cái nghị quyết đó nó có một tầm quan trọng đối với sự tạo ra một cái xoay chuyển tình thế. Tất nhiên là phải hành động thật thì mới xoay chuyển được, nhưng mà tiềm lực rất đặc biệt trong cái sự phát triển kinh tế không phải chỉ của Nghệ An mà cho cả cái quốc gia. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 7 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký và ban hành nghị quyết số 39 NQTU về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc ban hành nghị quyết mới thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị cũng đồng thời cho thấy Trung ương tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của Nghệ An trong vùng Bắc Trung Bộ và đối với cả nước. Nghị quyết số 39 sẽ định hướng tạo điều kiện cho Nghệ An phát triển tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng, mong muốn của Trung ương và nhân dân cả nước. Vậy tỉnh Nghệ An sẽ phát triển như thế nào? Đâu là tiềm năng, lợi thế để bứt phá? Hạn chế nào cần phải khắc phục khi tỉnh thực hiện nghị quyết số 39? Để trả lời những câu hỏi này, hôm nay báo Nghệ An trân trọng mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, hiện là thành viên Tổ tư vấn Kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhằm trao đổi làm rõ hơn về vấn đề này. Trước hết xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên đã dành thời gian cho báo Nghệ An. Kính thưa Tiến sĩ Trần Đình Thiên, ông có đánh giá như nào về tiềm năng lợi thế của Nghệ An? Có lẽ cái đánh giá tiềm năng lợi thế của Nghệ An là nó càng ngày nó càng rõ ra. Mà cái rõ nhất ấy là chính là cái việc mà Bộ Chính trị ra hai cái nghị quyết riêng về Nghệ An. Trong đó là phải nhấn mạnh là Nghệ An là một cái tỉnh mà địa phương ấy, không phải thuộc năm thành phố trực thuộc trung ương. Được Bộ Chính trị ra cái nghị quyết riêng đầu tiên ấy, bản thân cái sự kiện đó, và lại đến nay lần thứ hai cái sự kiện Bộ Chính trị ra cái nghị quyết như vậy là nó chứng tỏ là Nghệ An có một cái vai trò, có một cái vị thế và có một cái tiềm lực rất đặc biệt trong cái sự phát triển kinh tế không phải chỉ của Nghệ An mà cho cả cái quốc gia này. Nghệ An có những cái là một cái tỉnh giống nhất cả nước, rồi là dân số là đông thứ tư cả nước, tức là một cái tỉnh mà quy mô nó cực lớn. Nghệ An có những cái tiềm năng nó rất là đặc biệt, tôi nói cả cái vùng phía Tây chẳng hạn, tiềm năng nó cực kỳ lớn. Mà nếu mà chúng ta đi xuôi hẳn xuống phía biển ấy, thì trước mặt là Nghệ An là đối diện với cả một cái không gian biển nó cũng rất là tuyệt vời. Nghệ An có đủ các cái thứ gọi là điều kiện để mà phát triển. Ví dụ như tôi nói rằng những cái lợi thế có thể nói là theo nghĩa nào đó có thể nói là tuyệt đối, không có nơi nào có. Nói ví dụ như sông Lam nữa. Tôi nói ví dụ như là những cái lợi thế về tài nguyên lịch sử nhân văn không nơi nào có được. Và đặc biệt ấy, là chúng ta vẫn nói là quê Bắc Hồ. Quê Bắc Hồ nó như là phản ánh của một cái gì nó cao hơn rất là nhiều. Nghệ An đất học, những cái thứ nó gần như là một cái gọi lợi thế tuyệt đối. Chúng ta có thể kể rất là nhiều cái vị trí về mặt địa chiến lược, địa chính trị sung yếu, cái nơi ấy là đã từng ấy là có cái Xô Viết Nghệ Tĩnh để chuẩn bị cho cả một cái thay đổi mà phải nói là long trời lở đất của Việt Nam. Thì có thể nói là những cái thứ đấy nó đã khẳng định rằng là Nghệ An có những cái thế mạnh rất đặc biệt, có cái vị thế rất đặc biệt để mà phát triển. Cho nên là lại vẫn cứ phải nói lại là không phải tình cờ, không phải ngẫu nhiên, không phải vì thiên vị, không phải vì chủ quan mà Bộ Chính trị là ra cái nghị quyết riêng về một cái địa phương mà không phải là thành phố trực thuộc trung ương. Đó, cái đấy là cái thế thì chỉ có điều ấy, tôi phải nhấn mạnh thế này. Nghệ An tiềm năng lợi thế và cái vị thế nó rất đặc biệt, nhưng cho đến bây giờ là vẫn là thuộc cái tỉnh là chưa phát triển. Ta phải nhìn thẳng như thế chứ không thể là vỗ ngực ở đây được, nó tự thế nào. Thế cái câu chuyện là nó là thế này,
những cái lợi thế, những cái tiềm năng đấy thực sự là cho đến giờ cơ bản nó vẫn dừng lại ở cái tiềm năng. Nó chưa chuyển hóa thành cái gọi là những cái lợi thế, nó thành lợi thế so sánh thôi. Tức là lợi thế tiềm năng so sánh. Tức là tôi hơn ông bên cạnh, tôi hơn các ông khác là cái này. Nhưng cái hơn đấy nó chưa chuyển thành cái lợi thế cạnh tranh, tức là thành sức mạnh để phát triển thật sự. Nó chưa biến thành động lực, nguồn lực nó chưa biến thành động lực để mà phát triển. Thì cái đấy là chính là cái vấn đề mà cả nước cũng như là Nghệ An, đặc biệt là người Nghệ An là phải suy nghĩ. Thế tại sao người Nghệ An giỏi thế mà lại cái quê hương của mình nó chưa phát triển bằng nhiều cái tỉnh khác? Thì đấy là cái mà tôi cho rằng là cái nghị quyết Bộ Chính trị khi mà ra đó, nó không phải là để mà nhận diện Nghệ An thế này thế kia, mà để nói rằng Nghệ An phải thay đổi, để tạo ra những cái điều kiện để Nghệ An ấy là phải làm sao mà xứng đáng với lại cái sứ mệnh của mình, xứng đáng với lại cái tiềm năng lợi thế của mình, cái vai trò quốc gia của mình. Thì chính cái chúng ta nhận diện cái nghị quyết ấy là theo cái tinh thần như thế, chứ không phải là sự ban ơn, chứ không phải là một cái sự gọi là đánh giá, ghi nhận, không phải như vậy. À, đúng là cách đây 10 năm thì ngày 30 tháng 7 năm 2013, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 26 về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020. Và tỉnh Nghệ An nói như tiến sĩ nói thì cũng đã có một số chuyển biến. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa đạt được những kết quả như kỳ vọng. Theo tiến sĩ Trần Đình Thiên thì then chốt, mấu chốt của cái việc đó là nó nằm ở đâu? Nói về nền tảng ấy, phải nói này, 10 năm vừa rồi nó không phải thuần nhất là nó giống nhau là Nghệ An không phát triển. Nghệ An có phát triển, đặc biệt là những cái năm gần đây. À, những cái năm mà trong khoảng 10 năm của nghị quyết thì tôi cho là khoảng 3-4 năm trở lại đây thì Nghệ An bắt đầu có những cái chuyển động mà với cái giá tốc nó tăng lên. Tất nhiên là với cái giá tốc tăng lên có nghĩa là nó chưa đạt được cái mà chúng ta mong đợi, cũng như là cái mà Nghệ An là cam kết thực hiện và đấy là Bộ Chính trị giao phó. Đấy, chưa là thế. Lý do nó ở chỗ nào? Lý do nó rất đơn giản là phát triển là một cái câu chuyện nó khó khăn lắm. Nếu mà dễ như vậy thì có lẽ là Nghệ An bay lên từ lâu rồi. Người Nghệ An giỏi thế mà. À, thì thế là cái câu chuyện đó. Bản chất là phát triển nó rất là khó. Nhưng khó nữa, tại sao nơi khác họ phát triển được mà Nghệ An có nghị quyết rồi vẫn không phát triển được, nghị quyết bốn gì không phát triển? Là vì chính là cái xuất phát điểm hay là cái thực lực kinh tế của Nghệ An khi mà Bộ Chính trị ra đó là nó chưa mạnh. Thực lực còn yếu lắm. Chúng tôi tính ra là cái quy mô kinh tế của Nghệ An dân đông thế thôi, nhưng mà thu nhập thấp lắm, thấp xa mức trung bình của cả nước nhiều. Thế thì cái quy mô nó nhỏ như thế, nó nghèo như thế thì làm sao tiết kiệm được để mà có tích lũy để mà đầu tư. Trong khi đó như là Nghệ An và Bộ Ban Kinh tế Trung ương là có cái tổng kết. Và tôi cho cái này đánh giá rất là công bằng. Tức là Nghệ An ấy đóng những cái vai trò quốc gia, có những cái sứ mệnh quốc gia, và để mà phát huy được cái thế mạnh của mình nữa, làm tròn nhiệm vụ thì cần phải có một cái sự hỗ trợ rất là đáng kể từ Trung ương, từ cả nước. Chứ Nghệ An nghèo thế tự mình không giải quyết được, chưa giải quyết được, chưa đủ sức giải quyết. Thế muốn Nghệ An làm được cái việc đó, đầu tiên là cho chính Nghệ An khởi động phát triển, và trên cái cơ sở đó là giải quyết những cái vấn đề mà quốc gia kỳ vọng đặt vào Nghệ An, thì phải có những cái hỗ trợ rất là mạnh, mang tính đột phá từ Trung ương. Thế Nghệ An chưa có đủ thì cả cái phần đó là cái 10 năm vừa rồi là cũng chưa được nhiều. Và cái nghị quyết của Bộ Chính trị và cũng như các cuộc họp tổng kết là đều thống nhất thừa nhận rằng ấy là cái sự quan tâm mà nó thực tế của Trung ương cho Nghệ An ấy, nó chưa tương xứng với những cái điều mà Bộ Chính trị đặt ra trong nghị quyết của mình. Đấy là cái lý do thứ hai để mà chúng ta thấy rằng là cái nó khó lắm chứ không phải không. Cái thứ ba đó, từ bản thân Nghệ An cái lúc ấy là ngoài cái chuyện nghèo, nó còn nhiều những cái chuyện khác, nó còn yếu, nó còn kém. Chứ không phải là chỉ có nghèo không. Yếu kém là gì? Tôi nói là cái gọi là những cái hệ thống hạ tầng nó chưa có gì cả. Cái nguồn nhân lực nói thế thôi. Đi học, có thể là học giỏi, nhưng mà thành cái nguồn nhân lực thực là nó khác. Công nghiệp yếu, nông nghiệp trình độ không cao, thế thì làm sao mà có cái
Và đặc biệt ấy là trong cái này nó chưa có, chưa định hình được một cái tọa độ nào để mà tạo cái đột phá xoay chuyển. Ta nhìn sang bên cạnh là Thanh Hóa, có cả Tứ Sơn của người ta, người ta làm thật, có trung ương yểm trợ rất là mạnh. Hà Tĩnh có cái Vũng Áng cũng là được thu hút đầu tư rất là mạnh. Đấy là cái khu kinh tế trọng điểm, hai bên đầu hai có khu kinh tế trọng điểm quốc gia. Nghệ An không có, chưa được có khu kinh tế nhưng mà không phải khu kinh tế trọng điểm. Thành phố Vinh ấy là trung tâm của, được xác định là trung tâm thủ phủ của vùng Bắc Trung Bộ, nhưng mà bản thân trung ương cũng chưa có một cái động thái gì để cho tạo cho Vinh một cái cơ hội, một cái không gian và cái điều kiện để mà thực hiện cái vai trò ấy cả. Thế còn bản thân Nghệ An ấy, chỗ này là cũng liên quan tầm nhìn Nghệ An, cũng chưa coi Vinh cái vai đấy. Thế cho nên là coi Vinh là thành phố của mình. Không phải, Vinh không chỉ là thành phố thủ phủ của Nghệ An, mà là được coi là thủ phủ của vùng Bắc Trung Bộ. Nghệ An là cần trung ương giúp cho thành phố Vinh đáp ứng được cái vai trò đấy, là vai trò vùng. Thành phố Vinh không phát triển được thì không chỉ Nghệ An là không phát triển, mà cả cái vùng này cũng thiếu cái động lực. Đấy, ví dụ như vậy, tức là cái cách tiếp cận của chúng ta nó có nhiều cái. Thế bản thân Nghệ An này cũng chưa có những cái mô hình mang tính đột phá. Ví dụ như là mô hình của TH tuyệt vời, là đưa công nghệ cao vào một cái điểm gọi là nông khó phát triển nhất, là nông nghiệp mà ở vùng núi. Thế mà làm được một cái mô hình đó, đến bây giờ là phải nói là cái sức vóc vươn lên là cạnh tranh quốc tế hàng đầu thế giới. Nhưng mà Nghệ An này chưa phát huy được cái đấy, ngoài cái phạm vi của TH nó rất chậm, nó rất ít. Cũng có những cái dự án gọi là đột phá kiểu như là thử nghiệm công nghệ cao về trong nông nghiệp ấy, nhưng mà nó có vẻ nó manh mún, nó chưa thành cái cảng biển thì thiếu, vân vân. Tức là chúng ta thấy rằng đấy, những cái cách tiếp cận mà mang tính đột phá là vùng Nam Thanh, Bắc Nghệ, vùng Hoàng Mai là một trong những cái nó gọi là cực tăng trưởng của cả cái vùng Bắc Trung Bộ. Thì chỉ có bên Nghi Sơn phát triển, nhưng bên ta này cũng chưa động tĩnh, nó chậm lắm, nó chưa hết bài, chưa hết tầm. Đúng hướng rồi nhưng mà chưa hết tầm, chưa đúng cái tầm. Rồi hay là ở trong này thành phố Vinh là Nam Nghệ, Bắc Hà chẳng hạn. Rồi cả cái vùng miền Tây là nó dàn trải nhưng mà nó mênh mông tài nguyên lớn, nhưng mà nó thiếu một cái nguồn lực. Nhưng tôi vẫn nói là cái điều cuối cùng ấy chính là ở chỗ là Nghệ An là cái chiến lược hay là cái những cái giải pháp để phát huy hết cái gọi cái năng lực mà cái lợi thế mà cao nhất của mình, tức là cái con người ấy, là chưa được định hình thật là rõ. Cái đấy nó phải tạo ra là phải hút doanh nghiệp vào. Thì cái đoạn sau là làm tốt là vì là hút được doanh nghiệp vào, nhưng mà doanh nghiệp nó đến tầm càng tầm nó càng cao hút vào, thì chính cái doanh nghiệp ấy nó mới là tạo cái nền tảng để phát huy được cái năng lực con người của thì ta làm cái đoạn ấy là đến đoạn sau, chắc là tới đây sẽ tốt hơn. Và bản thân cái thành phố Vinh ấy phải được định hình nó như là một cái thành phố của trí tuệ, một cái thành phố mà mang định hướng là sáng tạo, mang định hướng là cái khoa công nghệ cao. Thì cái lúc đó là tôi nghĩ chẳng có cái lý do gì để cho Nghệ An là, nhưng mà 10 năm vừa rồi là 10 năm vùng vẫy, 10 năm vật lộn, 10 năm trăn trở để mà định hướng, để mà bứt khỏi cái gọi là cái ngưỡng tối thiểu. Thì theo cái nghĩa đó mà đánh giá thì tôi nghĩ Nghệ An đã làm được cái việc ấy. Chứ còn bây giờ mà đo lường theo các cái chỉ tiêu thì chắc là còn xa với cái lúc khát vọng Nghệ An đặt chỉ tiêu nó cũng cao. Cho nên là 10 năm sau tổng kết lại thì hóa ra cái mức đạt được nó thấp. Nhưng mà đấy là những cái chỉ tiêu định lượng, tôi nghĩ là cũng đừng quá bi quan với cái chuyện này. Được đạt được như thế là cũng là khá rồi. Phải rút kinh nghiệm với cái chỗ đặt mục tiêu ấy, hướng tới những mục tiêu mang tính đột phá, mang tính chất lượng, thì cái cách nhìn 10 năm như thế nó sẽ giúp cho cái tới đây, cái nghị quyết mới của Bộ Chính trị nó sẽ phải nói là nó sẽ có cái điều kiện mà theo cái nghĩa gọi là tạo ra một cái bứt phá thật sự cho Nghệ An. Vậy thì nói như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên thì nghị quyết số 39, nghị quyết mới của Bộ Chính trị sẽ có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh, phải không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái người Nghệ An nó ý thức được cái gì, trông đợi cái này. Đây không
cũng có thể là không nên coi nó là một cái ơn huệ của Bộ Chính trị hay là của Trung ương dành cho Nghệ An. Nhưng người Nghệ An là hiểu cái nghị quyết đó nó có một cái tầm quan trọng đối với sự phát triển của địa phương mình như thế nào. Theo cái nghĩa đấy, biết ơn cũng là cái điều bình thường. Nhưng mà rõ ràng đấy là tôi nói rằng trong cái nghị quyết đó cũng viết rất là gọn gàng thôi. Nó đã làm được mấy cái việc mà thực sự là có ý nghĩa. Thứ nhất ấy, nó xác nhận là cái đất Nghệ An, cái vùng đất này, cái giá trị của nó, cái lợi thế của nó, cái tiềm năng của nó là như thế nào. Cái này quan trọng lắm, khẳng định lại thôi, nhưng mà khẳng định trên một cái tầm khác. Khẳng định toàn bộ cái tuyến, và trong đó có nhấn mạnh những cái gọi là những cái điểm mà để mà tạo cái đột phá. Tôi nói ví dụ như là cái thế mạnh về nhân lực, cái hội tụ tinh hoa văn hóa lịch sử ở đây. Mà tôi nói ví dụ nó quê Bác. Quê Bác thì đúng rồi, nhưng mà ta phải nhìn nó rộng hơn nữa. Đấy là cái hội tụ tinh hoa. Cái xứ này, Ví Dặm nó nằm ở trong cái không có Ví Dặm làm sao có Bác Hồ. Không có sông Lam sao có Bác Hồ. Tức là cái miền đất này là một miền đất mà hội tụ tinh hoa. Và cũng là những con người mà khí phách thật sự. Rồi, thì cái đấy là Bộ Chính trị nó rõ cái bí quyết, nó nói rõ cái chuyện này. Cộng thêm là những cái lợi thế. Cái lợi thế vốn có nhưng mà chưa được phát huy. Thế thì bây giờ ấy là cái nghị quyết nó nhằm cái việc là thiếu cái gì để phát huy được, để làm cho Nghệ An trở thành cái mà đất nước cần, cái mà Nghệ An muốn, thì là chỉ ra được những cái việc ấy. Tôi cho như thế là thiết thực, như thế là rất là quan trọng. Và cái trong cái nghị quyết này, cái tính chất gọi là ngày xưa chung chung, cái tính chất gọi là định hướng, dừng lại mức định hướng nó không còn, mà nó vượt qua đấy. Tức là yêu cầu hành động, yêu cầu thể chế hóa để mà thực thi. Tức là nó bảo đảm, theo cái nghĩa là cấp tối cao là bảo đảm cho Nghệ An là cái khuôn khổ là cần phải có để mà hành động, mà chính phủ và quốc hội và chính quyền của Nghệ An là phải, cả cái vùng này là phải thực thi. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một cái điều ấy là cái nghị quyết của Bộ Chính trị. Ở đây nó không phải là, nó riêng là nghị quyết riêng của Nghệ An. Bộ Chính trị ra cái nghị quyết này, cái hàm ý của nó là gì? Nó không phải là ưu đãi cho ông là chủ yếu đâu, nhưng mà cũng có cái ưu đãi, những ưu đãi để mà cho ông giải quyết những cái nhiệm vụ chính trị, cái vị thế quốc gia đấy, để mà phát huy được những cái nguồn lực, cái lợi thế được coi như là lợi thế quốc gia đấy, đóng góp cho quốc gia, chứ không phải chỉ riêng cho từng tỉnh. Thì Nghệ An là nằm trong cái đấy, cho nên ta mới nói là có cơ chế đặc thù, rồi là có là cái thể chế là vượt trội. Nó phải vượt trội lên, đặc thù là nó chỉ khác, vượt trội là nó vượt lên. Và đó là cái thêm nữa là những cái nơi mà thật sự tốt ấy, mà nghĩ ra được, lại có thêm cái từ là hình mẫu phát triển. Thì Nghệ An là cái nghị quyết Bộ Chính trị cho Nghệ An ấy, nó đưa ra những cái gọi là những cái gợi ý, hay là những cái định hướng, hay là những cái gọi là cái cách tiếp cận giải pháp theo cái tinh thần đấy. Và nếu mà trong cái không khí chung của cả nước như vậy, cái cách tiếp cận của cả cái nước này cho các cái địa phương đặc thù như vậy mà Nghệ An làm ấy, thì nó cộng hưởng được cái sức mạnh, nó không đơn độc. Cái đấy quan trọng lắm, đơn độc là dễ rủi ro mà khó làm. Thế thì trong cái tình hình như thế, Nghệ An cũng phải ý thức được cái chuyện đấy. À, thì làm được thì cái nghị quyết Bộ Chính trị là chắc chắn là nó có một cái vai trò là theo cái nghĩa là tạo ra một cái xoay chuyển tình thế. Tất nhiên là phải hành động thật thì mới xoay chuyển được, nhưng mà cái gọi là tạo ra cái điều kiện cho cái sự xoay chuyển ấy là đã có.